Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Football Studio. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về những chiếc Apple Watch, một sản phẩm đã được Apple cho ra mắt đến nay là 7 năm rồi. Theo thời gian thì những chiếc Apple Watch này đã thay đổi về thiết kế cũng như hiệu năng và dần dần đã được người dùng ưa thích và đón nhận hơn rất là nhiều so với những thời gian trước kia. Khác với những chiếc đồng hồ cơ thì những chiếc Apple Watch này ngoài việc đeo thời trang hay chúng ta xem giờ thì nó còn mang trên mình những tính năng rất là hữu dụng, ví dụ là nghe gọi, đo nhịp tim, đo thông báo, đo bài tập, vân vân và vân vân. Thì có rất nhiều anh em review đã nói về những tính năng này rồi. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ không đề cập đến nữa mà mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm sử dụng của mình để cho những bạn nào chưa sử dụng và đang có ý định để chọn mua cho mình một chiếc Apple Watch này thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khách quan trước khi chúng ta xuống tiền để chọn mua nha. Một phút dành cho quảng cáo thì hiện tại bên mình cũng có sẵn rất nhiều mẫu Apple Watch để cho các bạn lựa chọn. Để tham khảo các bạn có thể truy cập vào đường link Football Store chúng mình để xuống phía dưới. Ở đây thì chúng mình có đầy đủ các dòng Apple Watch bắt đầu từ Apple Watch Series 3, 4, 5, 6 hay thậm chí những phiên bản đặc biệt ví dụ Apple Watch S7 Hermes chẳng hạn thì bên mình đều sẵn hàng để cho các bạn có thể lựa chọn và chọn mua. Và đặc biệt hơn nữa, mua hàng tại Football Store thì chúng mình cam kết về nguồn hàng, không zin thì các bạn sẽ được tặng máy. Nhắc lại chuyện xưa một chút thì ngày đầu tiên mình sử dụng chiếc Apple Watch, hồi đấy mình mua đâu đó mình nhớ loanh quanh là gần 10 triệu chiếc Gen 1. Lúc đấy thì những chiếc Apple Watch này nó chưa có nhiều tính năng như bây giờ, thậm chí là các bạn không thể trả lời được tin nhắn ở trên những chiếc Apple Watch này cơ. Nó chỉ đơn thuần là chúng ta nhận thông báo và những tính năng của nó rất là hạn chế. Thậm chí hồi đấy mình đem trên tay nhiều người còn tưởng đây là những cái đồng hồ đồ chơi cơ. Và theo thời gian Apple đã dần dần thay đổi và nâng cấp cho những chiếc Apple Watch đời sau này thêm vô vàn những tính năng cực kỳ là hữu ích trong cuộc sống. Không chỉ về công nghệ mà cả về thiết kế hay là những vật liệu để sử dụng làm nên những chiếc Apple Watch này nó cũng được cải tiến lên rất là nhiều. Khiến cho những chiếc Apple Watch này không chỉ giúp chúng ta theo dõi về sức khỏe mà nó còn mang theo tính thời trang. Có thể kể đến những phiên bản đặc biệt ví dụ như là Apple Watch bản gốm hay cao cấp hơn, đó là những chiếc Apple Watch Hermes ở trên trước mặt mình có để cho các bạn xem ở đây. Và giá của những chiếc Apple Watch đặc biệt này không hề rẻ một chút nào, nó tương đương với những món trang sức mà chúng ta đeo trên người luôn. Tuy nhiên nói đi nói lại thì bản chất của một chiếc đồng hồ thì nó phải là đẹp trước đã, vì nó là một cái đồ trang sức. Thì để tối ưu nhất mình khuyên các bạn nên lựa chọn những chiếc Apple Watch bản thép. Thì vì sao? Thì trong những video lần trước mình cũng đã đề cập rồi. Thì đầu tiên với bản thép các bạn cũng biết rồi đấy, nó được trang bị đó là viền thép và mặt kính sapphire. Với những chiếc Apple Watch bản nhôm như trên tay mình đây thì nó chỉ được trang bị kính cứng mà thôi. Trong quá trình chúng ta sử dụng thì nó rất dễ xước nếu như các bạn không dán màn hình lên đây. Đấy là với những chiếc Apple Watch bản nhôm. Nói đến đây thì mình thấy nó hơi ố rề một chút là tại sao những chiếc đồng hồ chúng ta lại phải dán lên, nó rất là rườm rà. Tuy nhiên với bản thép thì không, chúng ta không cần dán bất kỳ một thứ gì đó vì kính sapphire này nó chống xước giống với chiếc đồng hồ cơ học mà các bạn đang đeo. Đây là một điểm cực kỳ ăn tiền và mình thấy nó cực kỳ là hữu dụng trên những chiếc Apple Watch, để đây là một lý do các bạn phải lưu ý khi chúng ta lựa chọn để chọn mua nha. Tiếp đến là về phần body, vì sao mình lại khuyên các bạn nên lựa chọn bản thép thì đây, mình lấy ví dụ cho các bạn luôn. Đây là một chiếc Apple Watch Series 5. Khách hàng bên mình các bạn ấy bóc siêu và dùng mới được hơn 1 năm rồi. Thì đây cũng là một chiếc Series 5 cùng đời của nó. Thì các bạn có thể vào nhìn hình thức của hai chiếc này. Chiếc Apple Watch Series 5 bản nhôm, viền các bạn thấy nó xước, móp và nó bị oxy hóa, trông hình thức rất là xấu. Còn đây với chiếc Apple Watch Series 5 bản thép thì sao? Viền của nó vẫn sáng bóng. Đấy là một chiếc Apple Watch Series 5 cùng đời. Còn đây mình lấy ví dụ thêm cho các bạn, đây là một chiếc Apple Watch Series 4 bản thép. Thì các bạn có thể nhìn thấy hình thức của nó này. Sau 5 tháng, qua nhiều năm tháng này, nó vẫn đẹp và long lanh, trông cực kỳ là đẹp. So với chiếc Apple Watch bản nhôm này, nó sẽ bị oxy hóa và rất khó trong quá trình chúng ta sử dụng. Trong quá trình chúng ta sử dụng thì chắc chắn là chúng ta không thể tránh được những va quẹt. Thì với những chiếc Apple Watch bản thép, nó được làm bằng thép cực kỳ là chắc chắn, cùng lắm chúng ta chỉ xước răm mà thôi. Không giống như những chiếc Apple Watch bản nhôm, nó rất dễ móp và xước. Đây là một cái điểm mình nhấn mạnh ngay từ đầu video rồi để cho các bạn lưu ý chúng ta chọn mua. Bản chất nó là một cái vật phẩm thời trang, thế cho nên trong quá trình chúng ta sử dụng thì khi hình thức nó xấu như này thì không ai trong chúng ta muốn lựa chọn để mà đeo cả. Đó là về hình thức, còn về hiệu năng thì đây, với kinh nghiệm của một dân chơi Apple Watch thời đầu đến bây giờ qua nhiều phiên bản mình đeo từ S1, S2, S3, S4, S5 và cao cấp nhất là chiếc mình đang đeo hiện tại, đó là một chiếc S7 bản Hermes. Thì mình chia sẻ thật với các bạn là những cái tính năng trên Apple Watch này thì hầu như những tính năng chúng ta hay dùng nhất đó là gì? Đầu tiên này, nhận thông báo này, cuộc gọi này, tin nhắn này, đo bài tập nếu các bạn đi tập thể dục này. Mình thì mình cũng ít tập, thường một tuần vài buổi thôi, hoặc là đi bơi, hoặc là đi chạy thì chúng ta có thể đo.
Tiếp đến là đo bài tập hay đo lượng calo, thì tất cả những chiếc Apple Watch S4 hay S5 thì đều full những tính năng này. Với những đời Apple Watch sau này thì Apple bổ sung những cái tính năng ví dụ như là đo nồng độ oxy trong máu này, đo độ cao thực tế này, thêm la bàn này. Tuy nhiên thì ở đến đây phải nhắc các bạn là những tính năng này với cá nhân mình sử dụng, mình chỉ bật nó lên đúng một lần đầu tiên mình trải nghiệm, sau đấy thì hầu như là mình không dùng những tính năng này nữa. Mà những cái tính năng chúng ta dùng thường xuyên nhất là những cái tính năng mình vừa liệt kê ở trên, bao gồm như ví dụ như nhận thông báo, ABCIZ, đo bài tập. Đấy là những cái cốt yếu nhất của một chiếc Apple Watch. Vì sao mỗi khi mọi người hỏi thì mình đều trả lời một câu rất là quen thuộc, đó là hiệu năng trên Apple Watch không quá quan trọng. Tại vì là chúng ta rất ít khi chúng ta thao tác trên những cái màn hình nhỏ như thế này. Đó, các bạn phải ý, khác với những chiếc iPhone là chúng ta thao tác hàng ngày. Những chiếc Apple Watch này thường chúng ta chỉ nhận thông báo và chúng ta thao tác trên nó cực kỳ là ít luôn. Thứ hai nữa là về hiệu năng phần cứng thì giữa các đời nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Với mình nói thật các bạn là nhanh hay chậm trên một chiếc Apple Watch này thì chúng ta cũng không thao tác cảm ứng hay gõ trên đây cả. Thế nên nhanh hay chậm nó không quá quan trọng đâu. Cuối cùng thì là một chia sẻ nhỏ vào cái góc nhìn và gu thẩm mỹ của mình. Thì mình đã sử dụng qua các đời Apple Watch thì các bạn phải để ý là Apple Watch thì chúng ta không thể thay đổi được rồi. Chúng ta sẽ thay đổi những cái phụ kiện, ví dụ như là đeo dây da, chán đeo dây cao su, dây thép thì chúng ta có thể đeo dây da. Thì các bạn lưu ý một điều là những chiếc Apple Watch để đeo sử dụng được những chiếc dây da để chúng ta có thể đi làm công sở hàng ngày. Khi chúng ta đi làm công sở thì chúng ta không thể đeo những chiếc dây sport trông nó không có vẻ gì lịch lãm hay sang trọng. Thì lúc đó bắt buộc chúng ta phải thay dây da vào thì nhìn nó ok la hơn. Ví dụ là các bạn mặc một bộ xui hay một bộ sơ mi công sở thì chúng ta đeo dây da nó mới hợp. Chứ không, đeo một chiếc dây sport cũng ok, tuy nhiên thì mình thấy nó không tông xô tông cho lắm. Thế cho nên khi chúng ta chọn mua thì những chiếc Apple Watch bản thép làm cực kỳ tốt điều này, nó kết hợp với dây da cực kỳ là đẹp. Đây cũng là lý do vì sao mà Emmet lựa chọn những chiếc Apple Watch bản thép để custom nó lên, collab với Apple để cho ra những siêu phẩm đẹp như thế này. Đây là một lý do vì sao mà những chiếc Apple Watch bản thép khi các bạn mua mới nó cực kỳ đắt. Tuy nhiên khi chúng ta lựa chọn những chiếc Apple Watch, mình lấy ví dụ như những chiếc Apple Watch S4 hoặc S5 bản thép này, bây giờ giá của nó cực kỳ là rẻ luôn, chỉ loanh quanh 6 đến 8 triệu là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Thì những chiếc Apple Watch này nó ngang tiền với những chiếc Apple Watch S6 hoặc S7 bản nhôm. Thế cho nên rất nhiều bạn lăn tăn về vấn đề này. Tuy nhiên thì như những phân tích của mình ở trên thì mình đã liệt kê và chỉ ra cho các bạn những cái ưu nhược điểm của những chiếc Apple Watch bản thép để cho các bạn có thể đưa ra được những lựa chọn của mình trước khi chúng ta xuống tiền và quyết định chọn mua. Không phải cứ mới là ngon. Với cá nhân mình, để lựa chọn giữa hai chiếc Apple Watch, một chiếc đời cao hơn mà bản nhôm với một chiếc Apple Watch hàng line new, hàng cũ mà bản thép, thì mình sẽ luôn luôn lựa chọn một chiếc Apple Watch bản thép. Rồi, vậy thì tổng kết lại, dưới góc nhìn của mình cũng là một người seller, vừa là một người chơi Apple Watch cũng rất lâu rồi. Bắt đầu từ những chiếc Apple Watch đời đầu S1 bản nhôm không có tính năng gì, đến đời cao nhất bây giờ là Apple Watch S7 bản thép. Thì đây là những cái kinh nghiệm sử dụng và kinh nghiệm chọn mua mình đưa ra cho các bạn để các bạn có một cái nhìn khách quan để chúng ta dễ dàng chọn mua. Chúng ta sẽ không phải ân hận khi lựa chọn mua những chiếc Apple Watch mà không phù hợp với mình. Video thì xin dừng tại đây. Nếu các bạn có quan tâm về những chiếc Apple Watch này thì có thể tham khảo tại website bên mình. Với cá nhân mình thì những chiếc Apple Watch bản thép nó vẫn luôn luôn là chân ái. Còn các bạn thì sao? Ý kiến của các bạn như nào? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới. Và nếu quan tâm về những sản phẩm Apple Watch này thì có thể tham khảo qua website bên mình, footballstore.vn. Mình để link xuống phía dưới. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ bên mình nha.